thật sự á, cái cũng có một vài khách là lại bắt đền bác, là nói là sao mà bác tư vấn tự nhiên mà giờ bác làm tôi nhỏ xíu nè. Biết sao không? Tại vì bác tư vấn là cái chung là bác đo theo chiều cao cân nặng lồng ngực của mình như thế nào, vô tuyến như thế nào, chứ còn mà giờ cái sở thích mình, ví dụ như chẳng hạn như em đi chiều cao vậy đi, bác đưa cái size túi nó vô là thấy tự nhiên không lớn không nhỏ, nhưng em là người thích to thì nó vô bác ơi bác tư vấn tôi nhỏ xíu à, rồi cũng em luôn cũng size túi đó luôn, thì em này thích nhỏ cái làm vô trời ơi, bác quan tư vấn gì đâu mà lớn quá. Rồi có một số khách vui lắm, vô nói là bác ơi bác là bác sĩ thẩm mỹ, bác tư vấn giùm tôi là cho cái nào nó vừa nhất, thì bác tư vấn bác nhìn cái vừa của bác là nó hàng ngàn ca là bác nhìn để là vừa, nhưng mà sở thích của từng người nó khác hoàn toàn hết trơn luôn, cho nên mình chọn rồi bác tư vấn vậy mình lấy cái xe túi mình ốm thử rồi đó, là 1-2 tháng sau nó sẽ ra như vậy đó, chứ mà muốn đổ thừa bác tội nghiệp bác nha. Bác ơi, cái này cái treo sa trẻ không đó? Của mình không cần che sa trễ. Cắt nấm. Cắt nấm nha. Cắt nấm được. Nấm cắt như vậy. Hay là nhỏ hơn chút đi ta. Không, không, dây là yêu đó cầu khác không? Thì nghĩa là bác tư vấn rồi, mình có thể lớn hơn hay nhỏ hơn, nhưng mà khi mà nhỏ hơn đó thì mình phải coi kỹ, còn nếu nó lớn hơn thì nó càng cái quá cái ngưỡng mà bác đo đó thì nó sẽ dễ bị sệ nè, dễ bị lộ túi nè, dễ bị làn da nè, dễ bị nằm cái nó chèn qua cái vùng nách này, nó chèn ép thần có cái kinh bự bó mạch đây, nhỏ thì nó dễ gây tê tay nha. tay ơi chị này là nó cũng được á, như là bác đi được nè, em thấy được cái bự nó nặng không, tại vì chị biết sao một cái mô ngực thế này mà tại cái y bộ như ngực của mình thì bà bác thấy đó là nó vừa không nè, lớn không nhỏ, đây là bác tư vấn còn mình muốn nhỏ thì nhỏ, nhưng mà mốt sợ ra đó mình tiếc thôi. nhỏ đi mai mốt sợ nó còn dư da nó sẽ đúng nó không rồi phải nó mình để bác nói nè, không phải dư da nó sệ, khi mình đặt túi cho dù đặt túi nào nó cũng phải căng, nhưng mà tất cả các túi bác đặt là đặt dưới cơ, cái sệ là cái sệ cái mô tím bên ngoài cái cơ này, người nào nó sệ thì nó sệ xuống. Thứ hai nó là mình đặt lớn quá, nó nặng quá, nó giãn cái cơ của mình, nó chìm xuống, nó dễ sệ hơn. Cái sệ là có hai yếu tố, thứ nhất là cái mô nó lỏng lẻo, nó sệ. Thứ hai là to quá, nó sẽ sệ. Không thích to, không thích to. Còn ngực Bởi nào vì nó càng nhỏ thôi. to sẽ càng dễ Tại sệ. nó không có điều quá cho nên không có thích nó Nhưng mà hai cái cái không đó điều đó nha, bác nói trước là đặt vô sẽ không bao giờ nó đều được hết, tại vì hai cái size túi của nhà sản xuất nó sản xuất kế bên, hai size kế bên này là hơn nhau tới 20 cc, đôi lúc cái ngực mình ngực này nó sẽ lớn hơn ngực kia một ít thôi, mà mình đặt bên nhỏ mà đặt size lớn, bên lớn đặt size nhỏ thì vô tình cái bên nhỏ này nó sẽ lớn ngược lại và nó ra nó tặng mình hai cái đường kính nó khác nhau nữa, nó ra còn xấu hơn, trừ khi nào vừa đặt vừa bơm mỡ mình canh đó thì nó đều, nhưng mà sau thời gian sau nó tiêu mỡ thì nó cũng sẽ lộ ra những vấn đề đó. Ngực với lại ngực không ai đều hết trơn á, ngực người nào cũng bên người nhỏ giống như thấy bên này một bên cao bên thấp, cái chân ngực bên cao bên thấp thì bác sẽ canh được, còn cái sệ thì khi nào mình treo lên thì nó mới canh được dễ hơn, còn cái này là cần treo không bác? Nhưng mà cái này nó không cần treo, nhưng mà cái quầng của nó phải tự nhiên của nó, mình cao mình thấp nó hơi tí thôi thì nó cũng vẫn ra tương đối như vậy đỡ hơn. Chứ còn mà cái đó mà đâu có giờ đi được đâu, này là chỉ là túi hay là vừa với chị đúng không bác, đừng có làm khó quá. Nói chung gì nè, mình hiểu nơi ra gì nè, nâng ngực không phải là bác nâng cái ngực mình lên, mà thực chất của bác là bác chỉ làm to ra thôi, bà chỉ chọn cái khoang túi bắt đặt vô đúng cái vị trí nó cho nó đẹp, cho nó khe khít trên ngực nó đều, còn sau vấn đề đó từ đó về sau thật sự bên này bên kia nó hứa là bảo hành vĩnh viễn cái này vĩnh viễn cái kia, thì bác nói thẳng luôn bà chỉ đặt cho nó to lên, còn cơ thể mình nó thay đổi mỗi ngày thì nó sẽ thay đổi, nó sệ xuống rồi nó nằm cái hai cái quả này nó nặng, nó sẽ giãn ra hai bên, nó giãn cái cơ thì nó khỏi cái khe. Mình nói này nên bác mình chỉ nói thiệt thôi chứ bác không có nói vòng vo. Bây giờ là